Dương. Hôm nay buổi chiều thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2018, hai quý vị vừa được anh em Hóc Yên quay lại lần thứ hai để lắp bầu hát lần thứ hai. Một đời DK-X6 bắt là 10, ghép phần sàn, gân lụa làm giàu từ 19. Thì bộ hát này anh Nguyên ghép về sau. Một chiếc máy lưng tiếng lắc khuyên mại. Một chiếc Mixua X2 nổi tiếng. Một quản linh nguồn. Một vang số POGX28 và một cục đẩy TD Acoustic là 550. Đó là DK-X6 vẫn là một dòng đẳng cấp. Anh em Hóc Yên quay lại thứ hai. Anh em Hùng Kiên hát hay quá, sướng lúc buổi diễn rồi. Quay năm từ lượt bàn hoa luôn kinh I'm sorry.